Mời các bạn lắng nghe tản văn Nước Mùi Già Tắm Tất Niên của tác giả Quế Hương qua giọng đọc Sĩ Trang. Nhà tôi có một mảnh vườn nhỏ ngay trước sân. Năm nào cũng vậy, cứ cuối thu, đầu đông khi tiết trời se se lạnh là mẹ tôi cuốc sới, lên luống, trồng đủ các loại rau, su hào, bắp cải, cà chua, cải ngọt, rau diếp, hành, nhưng chẳng bao giờ quên một luống nhỏ rau mùi. Các loài rau lớn nhanh, phủ kín sắc xanh cho khu vườn, chỉ riêng con luống mùi là chậm chạp hơn cả. Những hạt mùi lúc đầu còn ngập ngừng như e thẹn, rồi cũng chịu nhú cái mầm xanh bé tí thơm thơm ra khỏi lớp vỏ, xòe từng chiếc lá gầy guộc đón ánh nắng hiếm hoi của mùa đông. Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng cũng đủ rau ăn cho cả nhà trong những ngày đông tháng giá. Những mùi xanh mướt làm thơm ngon các món ăn đạm bạc của gia đình. Thỉnh thoảng mẹ lại nhắc các con nhớ để dành một đám rau mùi sát bờ rào không hái, cho nên chúng cao nhỏng lên rất nhanh. Cứ thế đám mùi dài lêu nghêu dựa vào nhau ngã sát hàng rào, ra bông trắng li ti tạo nên quả tròn tròn xinh xắn. Thân mùi chuyển dần từ xanh sang màu nâu tía. Ấy là mùa đông đã cạn ngày, cái Tết Nguyên Đán đang dần về. Chiều 30 Tết, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa và mâm cúng tất niên cũng tạm xong, mẹ nhổ đám mùi già, rửa sạch rồi cho vào nồi nấu nước tắm. Bếp lửa cháy hừng hực, chả mấy chốc, nồi nước sôi ùng ục, tỏa mùi thơm cay cay ngan ngát gọi mời. Vợi nước ra xô, mẹ gọi từng đứa đi tắm. Thằng út vốn lười tắm vì sợ rét, thế mà hôm nay bỗng dưng vui vẻ líu ríu theo chân mẹ. Cứ thế nồi mùi già được vợi ra, rồi thêm nước đủ cho cả nhà tắm tất niên. Đầu tóc quần áo như được ướp mùi thơm, hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết của mùi già xua bớt cái lạnh của chiều đông và làn gió bấc vi vút thổi. Hương mùi già chiều ấy làm hồng đôi má thiếu nữ, làm ngan ngát đôi bàn tay trẻ thơ và ấm nóng ngàn làn da người già. Ngày ấy, cuộc sống còn thiếu thốn và đơn sơ lắm. Lũ con gái vùng quê chúng tôi chỉ quen gội đầu bằng bồ kết với xả chanh bưởi, hương nhu, hiếm hoi lắm mới có miếng xà bông thơm, bé xíu, còn cái tên như cam may chỉ được thấy trong mơ. Nên nồi nước mùi già chính là món quà thơm tho, ấm áp, chia tay năm cũ, đón năm mới mà mẹ tôi dành cho cả gia đình. Chiều 30 Tết, bên bếp lửa hồng, cạnh nồi bánh chưng tỏa hương nồng thơm. Nếu thiếu nồi nước tắm mang tên mùi già thì quả là chưa trọn vẹn. Lớn lên, đi học, đi làm, tôi mới biết ngoài tục lệ tắm nước mùi già có từ xa xưa của ông bà với mong muốn xua đi những điều chưa may mắn của năm cũ để đón chào năm mới với những điều tốt đẹp hơn, thì mùi già còn là thức quà, là bài thuốc dân dã nhưng vô giá mà thiên nhiên ban tặng con người. Nước mùi già là thứ nước rửa mặt rất tốt cho làn da, sát khuẩn, chống mẩn ngứa, viêm nhiễm. Mùi già rất giàu vitamin, còn giúp chống suy nhược thần kinh, trầm cảm, giảm stress, phòng ban, sởi. Cuộc sống ngày càng hiện đại và đầy đủ hơn, phục vụ cho nhu cầu làm đẹp nhiều hơn, làm thơm cho con người. Trên các kệ hàng có đủ thứ dầu gội, sữa tắm, giữ sướng thể, nước hoa, dầu thơm, kem phấn, người ta có quyền lựa chọn, miễn sao phù hợp với túi tiền và mùi thơm mình ưa thích. Nhưng mỗi dịp Tết đến, sau một năm vất vả mưu sinh, tôi vẫn giữ cách làm của mẹ
là mua một nắm mùi già để nấu nước tắm cho cả nhà, tắm tất niên và rửa mặt, rửa tay vào sáng đầu tiên của năm mới với hy vọng mùi thơm ngọt ngào mà thanh khiết ấy ướp thơm suốt cả những ngày xuân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.